Dạ, mến chào cô chú anh chị. Hiện tại thì Hào Nhân cũng đang có mặt trước quán đặc sản Đà Nẵng ẩm thực Trần. Đó, cái quán này hôm nay Hào Nhân nói rất là nhiều lần luôn đó nha. Thì bên trong thì rất là đông anh em tập trung tại đây rồi. Và đi nữa. Thì anh em đi đến đây, chúng ta đi thẳng vào trong luôn, gửi xe hả nha, gửi xe trong nha. Dạ, tí nữa đây thì nơi đây là cái nơi mà gọi là tổ chức một cái MV của chị Hồng Loan cũng như là anh Nguyên Vũ làm một đạo diễn luôn cả nhà, rất là hay luôn. Rất mong cả nhà mình tí nữa đây hãy đón xem nha cả nhà. Quay ra Hồng Nhân quay một vòng cho cả nhà mình xem nha. Hiện tại thì anh em YouTube đến cũng rất là đông rồi. Đây mấy anh em đến rất là đông rồi cả nhà. Bây giờ mình đứng đây mình đón anh em tới nha cả nhà. Đó, anh em đến rất là đông rồi cả nhà. Ồ, dạ buổi chiều hôm nay cả nhà thì rất là nhiều anh chị đến luôn rồi, anh chị em YouTube. Ồ, hiện tại mọi người rất là đông luôn cả nhà ơi, đến quá trời rồi. Dở trận đêm nay là MV của chị Hồng Loan sẽ bị dở trận cả nhà. Dạ anh em đến rất là đông rồi cả nhà, đến rất là đông rồi. Quay vòng vòng cho cả nhà mình xem mấy anh em YouTube nha cả nhà. Hôm nay là phải 80 anh em YouTube lận. Trước mặt Hào Nhân đây là Thảo Khám Phá nè cả nhà. Thảo Khám Phá ông Thảo hẹn. Ê đang quay. Xin lỗi anh. Đây là Tài 66. Đó, giờ quẹo rồi. Ôi anh em bây giờ mỗi người cầm cái máy cả nhà ơi, quá trời luôn. Bây giờ chưa có nghệ sĩ nha cả nhà. Giờ anh em tấp tự động quen nhau thôi. Đó. Đây là anh 16S, 15S luôn, lên đời 16S rồi cả nhà. Thẳng xuống đây là 15S em. Thẳng vô trong anh. Xuống đây là 15S. Đây là hành 15S rồi hả? Trên mộ là 16, xuống đây 15. Anh nhức đầu anh quá. Dạ đây cũng là anh Hoành Trai giúp đỡ Hào Nhân rất là nhiều trong lúc mới làm YouTube. Thật sự là rất là biết ơn anh rất là nhiều luôn. Phải nói lâu lâu mới có một dịp mà anh em YouTube mà hội họp lại với nhau, phải thật sự là rất là vui luôn đó nha. Dạ. Dạ thì đây là một cái gọi là giống như là một cái bảng để mà chia sẻ gọi đến với cô chú anh chị mình. Tất cả những anh chị, anh Nguyên Vũ, chị Hồng Loan, anh Linh Tý, chị Bích Trâm và cùng chị Hồng Ni và cùng nhiều anh chị nổi tiếng khác nữa. Dạ. Thì nơi đây á, quý cô chú anh chị mình đến đây đi thẳng vào bên trong cả nhà, thẳng vào bên trong mình sẽ gửi được chiếc xe cả nhà, gửi xe. Rồi. Giờ là chưa có khán giả, toàn là YouTube không? Toàn là anh em YouTube không cả nhà, rất là vui luôn. Anh em đang quay. Đây, phải nói là rất là nhiều anh em YouTube luôn cả nhà. Dạ thì bây giờ là mấy anh em đang hỏi thăm những nhân viên ở đây cả nhà. Quá đông, cảnh vật rất là đẹp luôn cả nhà. Đấy. Nhân quay chia sẻ cả nhà mình xem nha, rất là đẹp luôn. Tí nữa đây thì sẽ có rất là nhiều anh chị đến tham dự trong cái buổi ra mắt MV ngày hôm nay. Dạ thì bây giờ là sự rồi. Người là anh chị chưa đến mà YouTube đến gần hết rồi cả nhà. Anh em rất là trân quý cái thời gian này đến đây sớm thật sớm để quay và chia sẻ cho cả nhà mình xem á. Rất mong cả nhà yêu quý Hào Nhân cũng như là người cập nhật thông tin liên tục gửi đến cô chú anh chị mình thì cô chú anh chị mình hãy bình luận và đăng ký like ủng hộ kênh Hào Nhân Vlog nha cả nhà. Tí nữa đây thì anh em sẽ ngồi chung cái bàn màu xanh phía bên kia cả nhà.
Dạ Hậu Nhân sẽ dẫn cả nhà mình vô trong nha. Dẫn cả nhà mình vào bên trong. Đây. Thì đó, những cái bàn này lát nữa mấy anh em mình sẽ ngồi đây cả nhà. Quay từ cả nhà mình xem nha. Rất là đẹp và chỉnh chu luôn. Mấy anh em YouTube sẽ ngồi bàn bên ngoài, còn mấy chị anh chị sẽ ngồi bàn mấy bên trong. Đây là những hũ nhân sâm này cả nhà. Mở đèn sáng sáng lên. Đây là mắm tôm cả nhà. Ủa, mắm nêm trần, dạ, đặc sản luôn nha, đặc sản Đà Nẵng luôn đó nha, rất là ngon luôn. 89.000 một chai cả nhà, 89.000 một chai. Còn này nước mắm cá thu, 17.000 một chai, rẻ ta, 170-17 gì nha. 170.000 một chai mắm nhĩ 1 lít nha cả nhà. Rồi. Đây thì bán các sản phẩm giá rất là phải chăng mọi người. Cái này là mặt lời vị trí đặt ủa, bánh dừa hả? Này sẽ để mật ong ta, mật ong 290.000. Đúng rồi, 290.000 một chai cả nhà. Wow, phải nói là có một chậu lan rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Đó, rất là đẹp luôn. À bên kia một chậu nữa cả nhà. Rượu sâm cả nhà. Sâm Ngọc Linh, đó, phải nói là rất là nhiều luôn, rất là đẹp luôn. Ở trong có những gấu bông rất là đẹp luôn đó nha. Con gấu này hình con heo. Ồ, bánh này bánh gì lạ vậy ta? Cái này là bánh đậu xanh. Bánh đậu xanh thịt luôn á ta, giữ ta. Bánh đậu xanh thịt nè. Thịt đâu? Nè đấy nè, bánh đậu xanh thịt nè. Đặc sản ui, Quảng Nam 20.000, tính ra cũng rẻ ha. Ồ, rẻ á, đâu có mắc đâu. Cái này là 20.000 mà được 6 cục bự vậy. Mà một cục thì được 4, một cục bự như vậy là được 4 cục nhỏ vậy cả nhà. Cái này có 35.000 một hộp nè. Ồ, tính ra bán giá bình dân. Cái này là cái gì ta? Bánh dừa nướng gì đó. Bánh dừa nướng mà 35.000 hả? Một hộp 35.000, nói chung là được bao nhiêu gói để Hậu Nhân coi. 250g. Nhiều anh, tính ra là tính sơ sơ là cũng mười mấy, 20 gói đó. Để Hậu Nhân coi có số lượng không nha. Không thấy số lượng cả nha. Mình không thấy số lượng là bao nhiêu gói nha. Để coi kỹ lại cả nhà, để không để nhiều khi mình sơ sức. Quả nó khô gáo. Không có số lượng cả nha. Một hộp là 250g cả nha. Dạ. Nhà thiêu déo cũng khá là dài rồi, Hậu Nhân cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm và theo dõi.